tắm biển, lỡ đất đầm nàng tạo nên cơ nghiệp cho con cháu hậu thế, để nhắc nhở các thế hệ con cháu về cội nguồn mạng mạch tổ tiên. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đội thế vào trình đấu chúc văn. Để nghi lễ trình đấu chúc văn được trang nghiêm thành kính, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể cùng các thế hệ con cháu hoan hỷ khởi thân lên đây hướng tâm về thành kính, về tinh tấn trong quá trình tổ chức chúc văn. Xin Đăng Hải lên trình bày lễ chúc. Đứng phải đứng. Chúc văn tế tổ dòng họ Trình Đăng. Duy Việt Nam Quốc, Thanh Hóa tỉnh, Yên Định huyện, Yên Trung xã, Hà Thành thôn, linh thiêng từ đường Trình Đăng tộc, tế thứ Giáp Thìn Niên, sơ thập nguyện, nhị thập tứ các nhật, tiến chủ chúng con, Trình Đăng Thành, trưởng tộc, cộng nam nữ tử tôn, hôn tế, huyền tôn nội, ngoại tộc, Trình Đăng, trước anh linh Đức Thủy Tổ, cộng hương linh các bậc tiền nhân, tin liệt tộc Trình Đăng, tu thiết lễ nghi, phụng dân phẩm lễ, trà quả hương đăng, màn đàn phẩm vật, chư nhục xôi gà, phù lưu thanh trước, bạch lạc sáng bừng, lấp lánh đàn tuyên. Mỗi lễ vật chúng con kính dâng lên một tấm lòng thành hướng về Thủy Tổ. Trước hương án linh thiêng, tiến chủ chúng con đồng dập đầu, cẩn tấu, cẩn tấu, cẩn tấu. Cung thỉnh anh linh Đức Thủy Tổ dòng tộc Trình Đăng, đồng cung thỉnh các bậc tiền nhân tiết liệt tộc Trình Đăng, đồng hiển linh giáng ứng bản đàn, hiến hưởng lễ vật, độ cho tín chủ chúng con hành lễ, tế tổ tộc Trình Đăng gặp khánh thành từ đường dòng tộc. Chúng con kính nghĩ nhạc có linh khí gia tiên, nước có hồn thiêng sông núi, ơn tiên tổ cội nguồn cháu con nối đời hương khói, để gia đạo, gia lễ, gia phong truyền mang mạch muôn đời. Lẻ đời mộc xuất tiên tri do hiểu bản, thủy lưu vạn phái tổ tòng nguyên, nghĩa là cây nảy nghìn cành do có gốc, nước chảy muôn phương bởi có nguồn. Gốc có vực cây mây khỏe cành xanh lá, nguồn có sâu sâu nước mây biển rộng sông dài, tiên tổ cội nguồn là ánh sáng ban mai, để hậu duệ sáng bước đường kế nghiệp. Đạo làm người tích trí tu thân, chọn đạo hiếu tổ tông thờ phục, trụ luân hồi càn khôn sâu bể mới đó mà đã hơn 200 năm đã lần lượt lùi vào quốc sử. Vừa đây mà biết bao đổi thay khắp non nước quê nhà, chuyện xưa còn đó từ vùng đất Nghệ An, thủy tổ tộc Trình Đăng chuyển cư ra xứ Thanh lập nghiệp. Thủy tổ Trình Đăng là bậc đò nho và Bùi Nguyễn Triều lập trang quốc sử, biết dòng họ Trình Đăng học vấn tinh thông, ngầm truyền thống quê hương, biết thủy tổ tộc Trình Đăng dạy chữ rèn người cho người dân bản địa. Năm tháng vật trôi giữa càn khôn dâu bể, các bậc đại tổ viện tổ nối nhau doanh tài công thành. Nhờ hồng phúc tổ tiên, con cháu nội ngoại tộc Trình Đăng vững vàng chân bước, mỗi chi mỗi cành hồ duệ mà sinh sôi, trải mấy thăng trầm bền bỉ giữa dòng đời. Ngoài bắc trong nam thảy đều phương trưởng, tung cánh trăm biển sinh cơ tám hướng, chí tung hoành lập nghiệp tận trời Tây. Đường học vấn tinh thông mọi lẽ, nghiệp kinh doanh phát triển trăm bề. Có hạnh phúc ấy hôm nay ân tiên tổ khắc cốt, đón ngày mai thêm no thêm ấm, đức tiền nhân hậu thế ký tâm. Thật là đây nền nhân, đây gốc nghĩa do tổ tiên gây dựng mà nên. Đây là đây cảnh vàng
chu viên hoàn mãn, hợp vào ngày Hủy Kỳ Đức Thủy Tổ Tổng Trịnh Đăng. Trước anh linh Thủy Tổ và các bậc tiền liệt tiền nhân, xin kính cẩn tân tuần đại lễ báo đáp ơn xưa tiên tổ linh thiêng. Tấm lòng thành thắp một tuần nhang, con cháu kính cội nguồn tiên tổ, trước là tri ân Đức Thủy Tổ. Đạo thầy công xây nền đắp nghiệp, sau là nam nữ tử tôn hậu duệ tấu trình, nối trí cha ông vững bước đi lên, vuông quả phúc trồng cây vàng thọ. Đường công danh tộc Trịnh Đăng chúng con xin kế nghiệp, để mạn mạch tổ tông rạng rỡ muôn đời. Truyền thống xưa để lại hôm nay, xin viết tiếp để ngày càng sáng chói. Thật là tiên tổ hiển nhân, cố đế thông căn, ân đức trọng, tử tôn chí khí, gia cơ thịnh vượng phúc tiền nhân. Từ một thân nhân nay đã có hơn 100 xuất tinh, hơn 400 nhân khẩu. Từ một quê hương nay đã có muôn nơi lập nghiệp xây đời. Nương nhờ hồng phúc tổ tiên, đất Hà Thành chiều lòng Thủy Tổ, danh tiếng Trịnh Đăng vang khắp mọi miền, quê hương yên chung chim động đất lành. Kế thế cháu con công thành danh toàn, giữ cương vị chức danh quản lý chủ tịch bí thư cấp xã nối đời. Trong chiến tranh vệ quốc, dòng họ Trịnh Đăng cả góp nước làm sông, góp đèn làm đạn, trái tráng tổng quân bảo vệ nước non, dòng máu đỏ tươi tô thắm quân kỳ, năm liệt sĩ dâng máu xương cho sơn hà xả tác. Trong hòa bình xây dựng đất nước, tổng Trịnh Đăng vững bước kiên cường, con cháu được chọn vào quân đội công an, phấn đấu không ngừng, có hàng chục sĩ quan trung cao cấp, kinh tế nâng qua, cuộc sống đủ đầy, người người ấm no, nhà nhà các khánh. Thành tựu ấy là nén tâm nhang, xin kính dâng cội nguồn tiên tổ. Trong trầm mặc trang nghiêm giữa khói trầm nghi ngút, chúng con mượn khói nhang thỉnh tới tiền nhân, nhờ văn chúc tấu trình Thủy Tổ, nhân lễ khánh thành muôn đường đường dòng họ tiến chủ chúng con, xin sửa biện kim ngân tài mã, xin được dâng lên Thủy Tổ các cặp tiền liệt tâm Trịnh Đăng, xin dâng lên tổ cậu tổ cô, thuận hành tẩu trên mọi đường Thủy Bộ, để vạn đại ấn thâm yên chung toàn đồng thiên địa, thiên nhiên nghĩa trọng tộc Trịnh Đăng vĩnh kiểu tỷ sơn hà, khói hương trầm lan tỏa nghênh môn, bốn mùa hoa ngạt ngào trước mộ. Trịnh Đăng tộc tử tôn nam nữ đón hồng ân đức Thủy Tổ độ trì, nguyện một lòng nắm chặt tay xây dựng gia môn ngày càng thịnh vượng. Tiến chủ chúng con đồng dập đầu thỉnh cầu Đức Thủy Tổ, cập các bậc tiền nhân tiên liệt phù hộ độ trì cho hậu duệ tộc Trịnh Đăng minh nhiên khang thái, vạn tượng cai tân, thỉnh phúc phúc lai, cầu tài tài đáo, xuân đa các thánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đồng nghênh bách phúc, sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm, phúc vượng, tài vượng, vận khí vượng, gia hưng, nhân hưng, vạn sự hưng, cẩn tấu, cẩn tấu, cẩn cẩn tấu, thương hưởng, hoa chúc. Để tạ ơn Đức Thủy Tổ, các bậc tiền nhân tiên liệt đã phù hộ cho buổi lễ quốc tế và khánh thành từ đường tập tổng Trịnh Đăng được viên mãn, ban tổ chức xin báo cáo với toàn thể gia tộc công trình xây dựng nhà thờ họ đến trung viên đến ngày hôm nay, tổng công trình với giá trị là 695.057.000. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn, xin mời các quý vị đại biểu tập thể các cháu tham vọng. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chủ trình tân dân, đại diện các cụ cao niên trong dòng họ lên một nơi lời phát biểu cảm tưởng, xin trân trọng kính mời.
Ok rồi không? Ông nói đi. Ông nói đi. Alo, alo. Xin kính thưa các quý vị đại biểu, tôi toàn thể bà con anh em trong họ Việt Nam của chúng ta. Hôm nay là một ngày đó có chủ có chính năng, ngày vui nhất mà chúng ta tập trung tập mặt ở đây để làm chỗ. Trước tiên xin thay mặt cho các đồng chí anh em trong hội xin kính chúc các vị đại biểu, kính chúc bà con chúng ta ở đây vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bây giờ các quý vị đại biểu, hôm nay chúng ta tập trung ở đây chúng tôi xin có mấy cảm tưởng thế này. Cái thứ nhất là xin chân thành cảm ơn gia đình nhân thành đã chuẩn bị đã cung tiến cái vị trí này để có diện tích chúng ta làm thảo hôm nay. Cái thứ hai là xin chân thành cảm ơn ban nhân đạo, khi mà có đất rồi thì tranh thủ khởi công tiến hành công trình đến hôm nay cũng rất là khỏe và khẳng đảm. Cái thứ ba là chị cảm ơn gia đình chú Vinh là người mà đã dành nhiều thời gian tập trung vì công việc của họ. Và cái thứ nhất, cái thứ hai á là chúng ta quá trình tập trung tại đây cũng là một cái việc mà chúng ta tập trung để làm rõ thì tất cả chúng ta rất là vui vẻ phấn khởi trong cái việc mà thực hiện tất cả mọi cái chủ trương chính sách của đảng trong năm qua. Anh em bà con trong hòa chúng ta đều chấp hành rất nghiêm chỉnh, có nhiều người nhiều gia đình rất là gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương chính sách của đảng của nhà nước. Hôm nay thì thay mặt cho ban nhân đạo họ xin cảm ơn tất cả các tinh thần đóng góp và thực hiện các chủ trương của đảng của nhà nước trong năm qua chúng ta đã thực hiện được. Cuối cùng thì kính chúc các đồng chí và toàn thể bà con mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các thế hệ con cháu trong dòng tộc đã về dâng hương kính lễ, xin chúc mọi người vạn sự như ý, trăm sự viên thành. Chương trình buổi lễ hôm nay đến đây là kết thúc. Sau đây xin trân trọng kính mời dâng hương kính tổ, xin trân trọng kính mời. Xin lưu ý quý vị là chúng ta đi một hướng và ta một hướng, lần lượt vào toàn hương.